Xin chào các bạn, hôm nay lại mình lại trở lại quay video clip để giới thiệu với các bạn anh em cái trại gà của mình. Đây, đây rồi. Bây giờ mình sẽ chưa có quay khu này lần nào, cũng có nhiều nơi khác. Nếu sau trại gà mà không thấy khu đồ.
cây đúng rồi. À, tối bạn lên cây các bạn ngủ. Đây này có cây ngủ. Yeah.